Rồi máy quá đẹp luôn mọi người. Mà heo đẹp hơn. Con heo này thì mọi người anh em nào mà đam mê thì nên mua ha. Vì tướng tá rồi lông lá thì thôi chứ. Con này giờ là nếu mà anh em nào mà thích chăn nuôi á thì chọn con này là quá đẹp rồi ha. Mọi người thấy lông lông lá vậy thì thôi chứ. Mình anh em mua cỡ này thì về á thì nó khi mình lên giống anh em thì mình để cho nó qua một lứa, qua một lứa nước đi, rồi bắt đầu mình khi mà nước thứ hai á, nước thứ hai bắt đầu mình hãy bỏ nha. Tại vì nước đầu tiên á, khi mà heo nó mới lên giống á, thì nước đầu tiên đa phần anh em biết sao, trứng chưa rụng hết thì khi mà trứng chưa rụng hết thì nó thụ tinh nó có mấy trứng rồi mọi người ơi, rồi cái đẻ được có mấy con nha. Cho nên mình cứ để cho nó mình để cho nó qua một nước, nước thứ hai bắt đầu mình bỏ ha. Đây, mình bỏ thì thôi, chất lượng luôn nha anh em. Con này thì mình do mình thả lan thì nó lên giống rồi mọi người. Mình thả lan nó lên giống nên mình bắt lại để sợ nó bị bỏ giống cái tùm lum tùm la rồi mình đẻ mình nuôi không hết mọi người ơi. Nái quá trời rồi. Nên là chia sẻ anh em vài cái để anh em mê nuôi thì bắt thôi chứ giờ mình thả lan thì mình cho nó ăn bắp trẻ tư á mọi người. Bắp trẻ tư lúa rồi mình thả cho nó ăn như gà. Bắp trẻ tư mình thả cho nó ăn thì nó ăn thôi. Nói chung là nuôi ảnh thì khỏe mọi người. Do nó lên giống mình nên mình tách ra để mình đem vô riêng. Chứ mình nhiều nãy lắm rồi. Thì anh em nào mà đam mê thì tranh thủ bắt nha. Heo này quá ngon. Lên giống nên cái đuôi anh chim bớm anh hơi đỏ đỏ mọi người. Mình thấy anh đẹp quá nên mình để riêng để mình coi anh em nào đam mê thì mình chia cho anh thôi. Thì hiện tại heo năm nay ta Tết năm nay thì sẽ còn hút một năm nữa mọi người. Mình dám chắc luôn. Có qua năm thì mình không bảo đảm chứ năm nay là Tết năm nay heo lại hút thêm một lần nữa. Nên là anh em mình chăn nuôi thì cứ gầy về dựng thôi. Gì tới sẽ tới chứ giờ nói trước thì khi nói nuôi heo này bảo đảm là lời hoặc là đầu ra là nguồn cung không đủ á, mình không dám nói nữa. Tại vì theo mình dự đoán thì sang năm heo sẽ trung hòa lại, nhưng mà năm nay thì vẫn còn mắc nha, mình đảm bảo luôn. Thì anh em nào đam mê thì tranh thủ bắt con này nha. Con này bảo đảm anh em là heo đẹp, chân cẳng thì thôi chứ thon ha, thon thẳng ha, thon thẳng đều, dáng đứng hiên ngang. Này mà nằm đẻ thì thôi, bên thiên. Vú nó đều lắm mọi người.
dù còn nhỏ nhưng cái vú rất là đều. Giờ nó có heo cái loại mà heo chân dép mọi người. Heo chân dép thì mọi người nói là heo chân dép mọi người nói là khi có bầu nó đứng không vững, nhưng không phải mọi người. Cái đặc tính của nó, đặc tính của nó, cái loại nó là như vậy thì nó thích nghi được nha mọi người, chứ không phải là heo chân dép cái mọi người đứng, nó đứng yếu không phải đâu. Cái cả heo chân thẳng gì mà tới hầu nó yếu lần yếu mọi người, còn nó mạnh là mạnh ha, nên nói với mọi người biết vậy chứ. Để con này thì nó chân thẳng băng ha, dáng thon như người mẫu luôn nha mọi người. Rồi anh em nào coi clip là thấy được ưng thì bắt nha. Rồi cảm ơn anh em.